Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả thân mến. Hát sẩm là một loại hình văn hóa văn nghệ dân gian đang bị mai một. Nó là một cái loại hình dân dã gần gũi với cuộc sống của quần chúng nhân dân. Và Mát sẩm là một chương trình sẽ đưa nội dung của hát sẩm đến tất cả chúng ta. Sau đây là bài hát Thứ Hải Giao Tình theo điệu Huê Tình do nghệ nhân Hà Thị Cầu giữ lời, do chiếu sẩm của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến như là một lời chào của hát sẩm đến tất cả các quý vị. Thank you.
Cháu Lại Thùy Dương đây là cháu học đã được hơn một năm rồi. Cháu đi học về là coi như từ chỗ mầm non mà được ngày thứ bảy chủ nhật. Cháu cứ thích là về nghệ thuật. Thầy Linh về là cứ ngóng ngóng là mong thầy Linh về, thế là về trống thì thầy năng,
Nhưng mà về hát thì có khi tôi hát nó cũng có cái là lỗi, nhưng mà thầy Linh cũng lại dặn dò thêm. Thì cháu nó về đấy là coi như là nói về học nghệ thuật ý, thì cháu rất ham. Học thì chưa biết chữ, nhưng mà cứ nghe là hát là câu nào là học cô đấy. Nhưng cháu hiện tại bây giờ là rất là cháu đã biết được 4 bài, 5 bài. Một bài là Công Cha Ngãi Mẹ này, bài Sáng Răng này, bài bên Chân Quê và bài Cú Tú đấy. Thì theo đảng trọn đời đấy là cháu cũng học được mấy cái bài đấy rồi, nhưng mà cháu nó hát là cứ về cuối là thế nào cũng phải quên, hát nhiều quá quẫn ạ. Đối với lại các cái lứa tuổi thiếu nhi thì những cái bài hát nói về những cái nội dung của các cái lứa tuổi nhỏ, rồi là những cái bài hát mang tính chất nhân văn để hướng cho các cháu tiếp xúc với lại cái ý nghĩa của đạo đức thì sẽ rất là phù hợp. Còn với những lứa tuổi nhỏ, đặc biệt như là với bé Dương này thì nói còn chưa sõi, cho nên là cái việc học ấy thì là sẽ hát thì có thể nói không rõ chữ. Nhưng tuy nhiên là cái ý thức và cũng như là cái năng khiếu thì là các em là rất là đáng quý. Xúc rất là chính của hát sẩm đó là những cái nội dung ca thán, rồi là nói về những cái mảnh đời éo le,
những cái mối tình vân vân, tất cả những cái gì mà nó là cái sự buồn rầu thì là cũng thể hiện rất rõ trong hát sẩm. Thì sau đây là một cái cung bậc hơi buồn của bài hát Dặn nước cánh bèo theo điệu Hà Liễu do bà Nguyễn Thị Bận là nhà sẽ thể hiện. Bye.
thuyền quyên khi lỡ bước, thuyền quyên khi lỡ bước để má hồng vất vả gian nan. Đêm mấy ngày tôi nghĩ ngợi mà lo toan, vất vả mà tại số giờ sang tại rời, có may ra thì tôi vào được cái giếng khơi. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình mắt sẩm chiếu sẩm của chúng tôi gồm có những thành phần như sau. Thứ nhất là bà Nguyễn Thị Mận là con gái cố nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu. Tôi là Linh, anh em thường gọi là Linh Sẩm. Bên cạnh tôi là Ngô Văn Hảo là trò của tôi và bé Duyên, bé Dương là cũng là học trò của tôi, là chất của nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu. Kính thưa quý vị, hát sẩm là một loại hình văn nghệ dân gian, nó là một nghề của người khiếm thị. Cái người khiếm thị đã hát sẩm để sống và họ hát về những cái nhân tình thế thái, và nó chứa đựng rất nhiều các cái ý nghĩa nhân văn, từ tình cảm, từ ca ngợi, từ châm biếm, trào phúng, vân vân, tất cả những cái nhóm cảm xúc đó được thể hiện qua những cái bài hát. Cụ thể như là đối với trào phúng thì chúng tôi đã được nghe và được học những bài hát vui tươi qua những cái làn điệu như Huê Tình, rồi là Chênh Bông, rồi là Sầm Soan. Thế thì sau đây cũng xin phép thể hiện một đoạn của bài hát Cô Gái Sơn Tây, là một bài hát trào phúng thể hiện cái sự châm biếm một đối tượng để hướng cái đối tượng đó trở thành một cái đối tượng hoàn mỹ hơn. Cô thắt cái lưng mò đeo chìa khóa bằng cái trà rào.
em tôi trải lược bằng cái bồ cào. Mình mày nhẵn nhụi như da cóc, thắt ở lào tứ tung cháy ở trên đầu cô nó rụng xuống trùm xuống. Về cái tính thời sự của hát sầm thì sau đây sẽ là một bài hát nói về cái tệ nạn nghiện ngập hút hít, về thuốc phiện ở trong cái xã hội cũ mà cái giai đoạn đó làm hỏng cả một cái thế hệ. Thì sau đây là bài hát châm biếm những người nghiện thuốc phiện như thế do Ngô Hảo hát theo điệu sầm sai. Sắc sắc ninh ninh đại hiệu bẩm sinh tên mày là thần thuốc phiện đi thời. Sắc sắc ninh ninh thần thông linh nghiệm ai nghiện bắt quen, trên dưới bàn đèn ngôi cao lộ lộ. Thầy sai hạ bộ phóng hỏa mốc tiêm, luyện tập ngày đêm đã lên tướng cả. Thầy sai mọi ngả khắp hết đông tây, tụ tập về đây đốt đèn thỉnh tướng. Thỉnh tướng về đây đi đốt đèn, thỉnh tướng về đây lọ sành xe thúc tiêm tây. Thì hổng ngả vốn quê nhà ở bên thì Bắc Quốc, sang nước An Nam làm thuốc mê người. Tỉnh say cay đắng mọi mùi. Thank you.
thấy dậm trà bánh khảo đường cành chim bồ câu nấu cháo hạt sen mình trẻ trốn giường đến giường nghe đi trứng ngấm đèn kim quỳ gối xếp chăn đồn lấy giường màn chiếu giải cả trường bán cảnh bán cây thì tùy bán kia chậu lan bể cạn ngoài kia.
đò lấy một vài tiền để tao lên miệu mua thuốc lọ bảo yên từ giày tao xin là chưa. Vừa rồi là phần hát bài Sẩm Thuốc Phiện theo làn điệu sẩm sai và mang tính thời đại là ngày xưa khi Pháp thuộc sang thì dân chúng của ta thì rất nhiều người nghiện ngập. Tuy nhiên thì với tình hình hiện nay thì hát sẩm cũng có những cái bài hát sẩm mà phản ánh được cái tình hình thực tế, đó là cái nạn Covid hoành hành gần 2 năm nay. Thì những người hát sẩm cũng sáng tác dựa trên những cái làn điệu cổ như thế để viết về Covid, để tăng thêm cái tính cổ động tuyên truyền để giúp cho chúng ta đẩy lùi cái đại dịch Covid. Thì sau đây là cái bài sẩm Covid Việt Nam quyết thắng Covid, sẽ dựa trên làn điệu là hát thỉnh của thầy cúng và hát sai dùng trong hát sẩm. Thì mọi người lắng nghe. Sắc sắc nình nình, đại hiệu bẩm sinh tên mày là thần Covid thế thời. Sắc sắc nình nình, quê mày xa tít Vũ Hán xa xôi, theo dấu chân người mày lan ra khắp chốn. Mày làm cho toàn dân khốn đốn bốn bể năm châu, hãy cút cho màu cái loài tài ác. Mày làm cho sơ xác làng mạc phố phường, không ai ra đường sợ mày xuất hiện. Thần thông linh nghiệm tôi mới thỉnh sai, quan tướng các ngài mau mau trừ diệt. Quan tướng vắc xin thầy mấy sai thời, quan tướng vắc xin máu mau mà nghiên cứu để tìm cho ra ta trừ sạch corona, để cho mà đất nước nhà nhà yên tâm, dựa vào sức mạnh toàn dân. Thank you.
mà tại chỗ cho yên phố phường cùng nhau hạn chế ra đường. Chương trình Mắt Sầm của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chúc các quý vị khán giả cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn.